Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay chuẩn bị đám từng của chú Út nè quý cô chú anh chị. Đây là từng thức cuối nha. Đây là thức cuối của chú Út nè quý cô chú anh chị. Rồi cô ba qua nay cô ba đem gì qua ăn cúng chú Út cô ba? Bánh cúng chứ ủa bánh cắp chứ à. Như cô ba mua ba bún qua làm bún khô ăn con ơi. À, làm nấu bún mà với nấm gom đi ha. Ừ. Rồi, ngon rồi nha. Ừ, ngon rồi nó ngon. Cái gì nó thú nữa bà. Ở nhà bà thú túi lên trong mồm ngoạn tôi nghe tiếng túi không à. Cái đó là ai cũng biết hết trơn rồi. Ai cũng hiểu hết trơn rồi, tới mẹ mày còn hiểu đây nữa ai. Ừ. Thú quá. Ai thú nữa. Ờ, có bưởi nữa hay gì cô bà? Gì con? Có bưởi nữa hả? Đem bưởi qua nữa đó hả? Bưởi này của đứa nào tao không hết luôn hả? Vét đâu dữ vậy? Trời đậu ăn thứ cá ngon mà. Ngon cái cục la rồi. Thất cuối cùng rồi. Bữa nay là thất cuối cùng rồi, coi chừng nào mới đưa chú Út vô chùa. Mai ha. Dạ, mai là mai đưa chú Út vô chùa nha. Trời ơi, bởi vì của mẹ của cô ba làm mà không có khen ngon đặng bảo quýnh. Ừ. Cô ba làm mà đâu có tệ thôi. Sống cái sống mà. Cái sống cái sống mà. Cỡ nào cũng khen ngon chứ không khen ngon đặng ba lấy lại à. Thôi giờ hỏi Lý nè, ăn thử mà ngon không? À, cái ngon đó mà bánh cấp của cô ba không? Thằng lột cho nó hỏi hào kìa ngon. Ngon không? Ngon đó nó biết nói ngon là cũng hay lắm mà nghe. Cà phê gì vậy? Cái nào đó. Đúng không? Phê chứ gì nữa, bà đây sao bảo vậy? Có con gái nào mua cúng chốt đây. Rồi. Khánh gì nói gì mà? Khánh Hoàng, cảm ơn. Khánh Hoàng. Cảm ơn con. Lấy được cô. Dạ. Dạy. Ngoài đó nắng giờ đời nào ấy. Không bệnh sao thích thì đắt mà. Để chung bịch đó. Cô ba đem qua bao nhiêu cái bánh cáp? Gói để bà thờ ông ngoại. Ừ. Rồi mà thờ chú Út. Chú ha. Ừ. Rồi được nhiêu đó. Dạ. Thì có lòng thôi con ơi. Đúng con rồi. Ơi. Có lòng là chính ha. Ừ, có lòng là chính nè con ơi. Vậy là ngày mai mình đưa chú Út vô chùa. Chừng nào mình đưa? Sáng hay là mình cô ba tính là chắc sáng qua buổi sáng chứ đâu có buổi chiều được. Rồi sáng ha. Ừ. Chiều nay cô ba về cô ba ghé hỏi trong chùa trước rồi bắt đầu cô ba đi cô ba sáng mai qua. Dạ. Đó, rồi lo cho chú Út nó toàn dạng rồi cô ba biết khỏe. Dạ. Còn bà nào ngoại. Dạ. Thì ngoại sống ở đây với mà thím Út rồi. Còn không. Thím Út bây giờ lại nuôi Diệu Hiền, bây giờ thím Út mới kêu. Bởi vậy đó bây giờ là thấy gì đó thấy Diệu Hiền với thím Út. Thì nếu mà cô ba thấy không được thì rước bà ngoại về bến. Bà ngoại không đi. Bây giờ ngoại chứ nếu còn đó đó bây giờ ngoại không đi rồi cô ba ơi ngoại thương Diệu Hiền mà làm sao đi được thì thôi rồi. Chừng nữa xong Diệu Hiền thì cô ba rước về bến xong Diệu Hiền là ngoại cô ba rước về bến đúng rồi chứ thím Út cũng đi à cũng đi à không lẽ ngoại ở đây mình đúng không cô ba thằng nào cô ba cũng phải rước mẹ của cô ba sao cô ba im không mát không mát không mát phải ha cô ba chấm điểm luôn hả quá em rồi con ơi. Quá em ha. Mua ở Sài Gòn á. Đặt trên Shopee á, ở Sài Gòn. Ừ. Ban đêm mà mình gắn bóng đèn vô nữa cho sáng thêm nữa nè. Vậy đây nè có lỗ đang trước. Ừ. Tùy theo có dây dài này muốn kéo đâu kéo dây dài lắm chút treo nó cho bà mẹ đi.
Cái này em có đâu ăn. Dạ. Ê, sao này dính cái đó vô luôn hay gì? Mua cái đó thì dính lẹo này vô luôn hay gì? Ờ à, dính lẹo luôn. Ghim dưới đây nè, ghim đây nè nè. Em lấy cái cọng ghim đó không vậy nè. Mở ra cường, gắn vô. Ờ ờ, bên đây nè. Ờ đó. Ờ ờ đúng rồi. Rồi bấm. Đó. Con hả? Em hả? Bắt đầu có điện rồi đó. Có điện rồi đó nha. Ai thằng nhét. Cậu qua tao tính là rút cây thông mà cái này rút cây thông nào quần mình mới mua tính làm cho thông mà tao là luôn bu tao mới làm được. Đem quần qua cho bác Tư hả mà cô qua. Ừ. Ừ. Thấy vợ em mình nó vậy. Vậy là mai là mình đem qua vô chùa bên Tân Lộc hả cô ba? Ờ ok. Em gửi về bên bển đây cho cô ba có lên xuống cô ba đốt nhang cho cổ. Dạ dạ. Yeah, yeah. Bên Thịnh Hưng thì cô chạy đường cô ba đi cũng khó lắm qua. Dạ dạ. Cổ giò quá má ơi. Chèo đó ok đó, ban đêm có nấu này kia đồ cũng được. Ừ. Ừ. Ngon quá à. Ừ. Đó, vừa luôn. Tới luôn. Rồi máng lên đó, ừ. Mày vô đó ngồi làm gì vậy Hiền? Mày canh cái vườn của bà. Mày canh cái vườn bà nội cái vườn mà nội có chạy không hả? Canh cái giường mà nội ha. Ở bữa nay cúng thất cúi của chú Út nhờ quý cô chú anh chị. Này là chắc là chuẩn bị thôi, một hồi nó mới cúng nha. Cũng đơn giản thôi chứ cũng không có gì nhiều. Em lắm ơi. Lâu có làm ông cái này anh này. Rồi sáng này nó mua cái ba bông này rồi nó không có mua bánh nữa, ta phải biết vậy đâu, bánh mua bánh tay rồi. Yeah. Rồi mẹ ơi. Sao chồng em qua. Rồi ổng thì mặn chứ ngày nào không đâu đi. Đây mà Dưỡng Ba không qua hả cô? Dưỡng Ba mất đi mặn con ơi. Dạ. Yeah. Chúng ba đâu có không ơi. Anh em mà tới gì tiếp tôi về là tôi mừng lắm. Dạ dạ. Bánh gì không có bánh ngọt, không có trái cây, không có gì hết trơn. Người sáng không biết gì đâu. Giờ tao ở đây mua rồi, đây mua đồ ăn cho hết. Ô, chuyến này mình cúng đơn giản thôi mà cô ba. Cúng đơn giản. Nên tao mưa có mình tao đi ra đi dùng lắm mà ai làm bây giờ là chụp hình 34 34 là dán vô trong đó chứ mua cái bút lông ghi ở dưới cái đích đó. Chào cô ba. Ờ, chào thì ba. Có chị Nga bên Mỹ đó gửi cho cô ba 500 ha. Đây là chị Nga bên Mỹ gửi tặng cho cô ba 500. Thì cô ba cảm ơn cô Nga nghe cô Nga. Dạ. Thì cầu chúc cô Nga sức khỏe dồi dào. Dạ. Mạnh khỏe nhiều nhiều. Dạ. Thì giúp đỡ cho dân mấy người dân nghèo. Hoàn cảnh này thì cô ba cũng cảm ơn cô Nga nhiều. Dạ dạ. Nói nghe cô Nga. Dạ. Lo thì lo cho thằng em cho nó tròn vẹn đi rồi tới thằng kia. Dạ. Tức là mai mình đi đưa chuốc vô chùa bên Tân Lộc ha cô ba. Cô ba mai đưa cho cổ Út nó vô trong chùa bên Tân Lộc. Dạ. Để cô ba lên xuống đốt ngang. Dạ. Để gửi bên Thượng Hưng á, thì cô ba đi đường khó khăn lắm. Dạ. Đi không có được. Dạ. Kể nó đi vậy chiều nay cô ba về cô ba ghé đó. Dạ dạ. Cô ba hỏi ở trong sư trong chùa rồi công chùa rồi sáng mai cô ba qua tới liền. Dạ dạ. Ừ, cảm ơn cô Nga nhiều ca cưng. Dạ dạ không có gì đâu cô ba. Cảm ơn Quang nhiều nha con. Dạ dạ.
đâu lấy ra được đâu. Chào bác Tư. Nay đến đám tuần cuối của chú Út bác Tư. Con. Dạ thì sẵn đây có cô Nga bên Mỹ đó gửi cho bác Tư 500 ha. Dạ. Tôi cũng trong cho kêu mình chị đó. Dạ dạ. Em cũng cầu chúc cho chị mà ăn tép phát tài phát tạc chị Nga ơi. Dạ. Bằng đâu được đó tiền vô nước cơ cô. Dạ. Chúc cô chúc mừng năm mới cô nghe. Dạ. Không có gì đâu bác Tư mà bác, giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, bác cũng mang ơn con nghe Quang. Dạ. Chờ cây này là mấy cái ngày không có chờ ngày qua. Dạ. Chờ chờ ngày qua dạ. À mà thím Út đâu bác Tư? Bác là vợ bác thím mà cứ không gặp nữa. Dạ. Con chào thím Út. Chào mày ô quen. Dạ. Nãy giờ thì thím mất đi công chuyện rồi là mới vô với cô chưa biết nữa. Đi chợ về mua bông mua hoa rồi ấy cái bàn chải bàn xong rồi á đợi mấy đứa nó xuống rồi mình chuẩn bị cúng chú Út ha. Mà mấy đứa nó mới xuống rồi cô vô tới mệt rồi cô nằm ngoài võng á. Dạ dạ. Nên cô mới vô rồi mới gặp con vô đây thế chứ cô cũng đâu có biết đâu ở ngoài vườn mà. Dạ. Không có gì đâu thím Út. Thấy thím Út nãy giờ làm mệt quá con đâu có kêu đâu. Thì cô không có nói gì đâu. Dạ. Thì con vô thì cô cũng bình thường cũng vui vẻ với con. Dạ, dạ. Chứ không có gì đâu. Thì con phái cầu của thím Út là vui vẻ đẻ ra tiền đó thím Út. Vui vẻ đẻ ra tiền đừng làm một phiền người ta vẫn hờn á. Vậy là mời là mình ha, vậy là mời mình đưa chú Út qua bên đưa vô chùa luôn ha. Ngày mai nãy nghe mà cô ba nói đó. Cô ba nói hả? Dạ dạ cô ba nói là ngày mai đưa chú Út vô chùa luôn. Kệ đi thì đưa chú Út vô chùa cho chú Út khỏe. Chú Út vô chùa thì bà ngoại thì bà không chịu đi qua bên cô ba ở. Núm níu theo Diệu Hiền với biết con rồi. Á. Thì giờ Diệu Hiền á là bà ngoại rất là thương Diệu Hiền nên dễ gì. Bởi vì bà nuôi nhỏ lớn nè. Dạ. Phải bà nội phải mến cháu thôi. Dạ đúng rồi. Đây thì con gửi cho mà thím Út là 1 triệu nha. Dạ. À, 1 triệu là của chị Nga bên Mỹ nha. Gửi cho thím Út. Của chị Nga bên Mỹ á. Dạ, cảm ơn chị Nga. Ở bên Mỹ thì gửi cho mà cho cháu ngoan đi vô đưa tiền cho em cũng cảm ơn chị Nga ở bên Mỹ rất là nhiều đầu năm cuối năm giang hộ mà vô phát tài vô cũng vui vẻ cũng đẻ ra tiền chứ rất là cảm ơn chị Nga ở bên Mỹ nhiều em có cảm ơn chị nhiều nghe chị Nga. Dạ, dạ cô cũng cảm ơn Quang công kỹ Quang đem vô đưa tiền cho cô Út. Cô cũng cảm ơn cháu nghe cô Quang. Dạ không có gì đâu thím Út. Thím Út vui là con vui rồi. Thì lúc nào á thì lúc nào cô Út cũng vui với con hết trơn á. Dạ. Chứ cô Út đâu có buồn công con đi thì mỗi việc mỗi nơi. Dạ. Cũng cực khổ cái công con đi. Dạ. Thì cảm ơn con. Trước thì cảm ơn chị Nga ở bên Mỹ. Dạ. Thì giúp đỡ cho phần nào phần nấy thì. Dạ. Cô Út rất là cảm ơn nhiều. Dạ. Đầu năm cuối năm giang hộ rồi ăn vô tiền phát đạt vô cho nhiều đang có tiền vui vẻ. Dạ. Đẻ ra tiền. Không có dám làm buồn phiền ai nữa hay là buồn phiền là tiền bạc làm vô không có được. Dạ đúng rồi. Con khoái thiếu Út rồi. Vui hết thiếu Út. Thôi là em cũng cảm ơn chị ở bên Mỹ nghe chị Nga. Bữa nay là đám cuối chú Út rồi cũng có cũng nay đám mừng tuần cuối của chồng em. Dạ. là bữa nay là trong ngày mai là chị chồng em là gửi cốt của chồng em là vô chùa. Dạ. Bữa nay tới đây rất là vui. Dạ. Cũng nhờ chị Nga giúp đỡ thì em cũng cảm ơn chị Nga ở bên Mỹ nha. Dạ dạ.
Dạ không có gì đâu Thím Út. Dạ cô cảm ơn quan nhiều nghe. Dạ. Dạ con đi chỗ này chỗ kia cực khổ. Dạ. Cô cũng nóng lòng con dữ lắm. Dạ. Chứ không phải là cô cũng sung sướng gì về cô vui đâu. Dạ. Rồi công con đi á thì công ơn của chị Nga á thì giúp đỡ cho cô Út và công ơn của cô con chạy giùm. Dạ, dạ, à, dạ. Là cô cũng cảm ơn á, trước chị Nga ở bên Mỹ sau lại là con. Dạ. Đó là con chạy lên chạy xuống cũng thăm giếng của Diệu Hiền. Dạ. Cô Út cũng cảm ơn quan nhiều nghe quan. Dạ không có gì đâu Út. Con đừng có buồn chứ cô Út nghe con quan. Không. Khổ thì cô Út cũng vẫn vui. Dạ. Cô Út cũng có buồn con đâu. Cô Út cũng vui vẻ lúc nào cũng vui vẻ bình thường mà. Dạ dạ. Thím Út nhớ giữ gìn sức khỏe để nuôi Diệu Hiền nhé. Đúng rồi. Giữ chợ sẵn nó chăm sóc ngoại luôn. Chăm sóc ngoại luôn đó, vì ngoại ở chung với cô Út mà. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ cô Út là Út ở trong nhà hết tất cả. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah, rồi vui vẻ ha Thím Út. Yeah, rồi. Đây là chuẩn bị từng thất cuối của chuốt nha quý cô chú anh chị. Thôi thì Quang cũng cảm ơn chị Nga bên Mỹ rất là nhiều đã ủng hộ cho mà gia đình ngoại gần 100 tuổi là 2 triệu, 500 thì cho cô ba, 500 cho bác Tư và 1 triệu thì cho mà Thím Út. Chúc Quang Phạm thay mặt gia đình thì chúc chị Nga và gia đình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài.